Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với Minecraft tối rồi bạn. Ok, có tháp phù thủy đúng không? Tây luôn mà. Giải phóng hai con chim lửa này, không biết nó sao không nghe nhỉ? Con chim lửa có vẻ mạnh phết đấy. Có nhà trên núi này, ở đây trên đấy để lại nhà. Vàng vàng nhiều lắm anh em ơi. Thank you.
25 đêm rồi, 25 đêm của Atas. Vâng rồi. Đúng nha, em chết đấy. Đây thế đấy. Để đưa con ngựa này vào cái dung dịch la vào. Đây thật đấy em ơi. Suýt nữa là đặt tên với họ mà. Tham vào quá. Cái bờ ngon rồi đấy. Chỗ đó để chế tạo đấy á.